ăn quá. Ăn đi nào. Nhâm 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 nhâm. Giỏi quá. Ngon không? Ngon không? Ơ, Uyên có làm sao không? Để Khánh xem nào. Đỡ đau hơn chưa? Lần sau phải cẩn thận vào nhá. Uyên chờ một tí nhá. Vừa rồi tao làm mày sợ lắm đúng không? Tao xin lỗi nhá. Vì tao bị giật mình nên mới hất mày ra như vậy. Chứ không có cố ý làm mày đau đâu. Uyên không phải lo về vấn đề này đâu. Khánh nghĩ là nó cũng biết tình cảm của Uyên ấy, nên là nó không trách Uyên đâu. Mong là nó cũng hiểu được tình cảm của Bảo Uyên, cũng giống như Khánh ý. À mà đúng rồi, sáng mai Uyên nhớ 9 giờ ở cổng trường nhá, để con tập trung đi theo đoàn luôn. Ok Khánh. Mà không biết Tiên làm gì từ sáng đến giờ ấy. Khánh gọi điện 3-4 cuộc mà Tiên đều không nghe máy. Thôi, để Uyên nhắn tin cho Tiên nha. Thế thì giúp Khánh nhá. Ê, ngoan à. Dã man ấy. Giờ này mà đi ship hàng thì phê phải biết đấy. Phê lò rồi coi. À mà mấy cái shop online mà tao giới thiệu cho mày ấy, bờ làm ăn ổn chứ? Đừng có gấp tranh. Thế mà chả thấy cảm ơn bạn một câu gì cả. Rồi cảm ơn bạn nha. Nhưng mà mày định cảm ơn xuông thế á? Thôi nói luôn cho nhanh đi, đi đường thẳng đi. Đi lòng vòng tốn thời gian sốt ruột quá. Thật ra thì trời nóng thế này ý, đi bơi cũng được đấy. Chủ tử đồng ý. Đa tạ chủ tử. Đi. Tôi đã nói rồi, cậu không bao giờ thắng được tôi đâu. Ê, cậu luôn chậm hơn tôi một bước, kể cả cho chuyện tình yêu. Cắt. Yes. Tuyệt vời, một đúp ăn luôn. Này, riêng ông nhá, ông bỏ lớp đạo diễn đi, tôi nghĩ ông theo lớp diễn viên hợp hơn đấy. Chả có nhẽ. Một đũa ăn ngay à? Có gì không cứ ra căng tin chưa nhá. Tôi qua phòng dựng một tí đã. Ok. Ok. Trời ơi, ngồi đâu vừa đẹp vừa sang. Sáng bừng hết cả không gian lên thế này nhỉ? Ôi vãi Tiên. Này,
Càng ngày mặt mày càng dày rồi đấy nhá. Tao dày giống mày giống ai? Yes! Tuyệt ơi mặt trời! Cái gì đấy? À, anh Tuấn nhắn tin mời tao đi cà phê. Tuấn nào? Thì cái anh ra đẹp mà tao mất công tán cả tháng trời. Bây giờ nhắn tin lại cho tao đấy, thấy không? Ừ. Nhưng mà tao tưởng mày xem nắng thì gió mưa cơ mà. Thì trong mọi trường hợp, mày đều phải có phương pháp dự phòng chứ. Đặc biệt là tình yêu, nhá. Nhưng mày nói như Sở Khanh đi. À, Tiên ơi. Hay là hôm nay mày đi bơi một mình nhá. Này, đừng nói là bỏ bạn tham gia nhá. Nhưng mà tao phải tốn biết bao nhiêu thời gian và tận tâm huyết. Thì anh ấy mới đồng ý nhắn tin mời tao đi cà phê nhá. Thì thôi vậy, có một con bạn lại mê dai, đánh chấp nhận kiếp cô đơn lủi thủi vậy. Tao sẽ đền bù cho mày, đi nhá. Đi nhá. Mê dai. Nhàn tươi nốt sống thế. Chưa nhìn thấy gái xinh bao giờ à? Này, ao tưởng sức mạnh à? Một ánh mắt khiến cho trái tim anh chẳng thể khác được. Cô tìm cái gì đấy? Tôi tìm cái thẻ nhớ máy ảnh. Có cần tôi lặn xuống tìm hộ không? Cậu ngáo gì ngáo, nó vừa vừa thôi chứ. Đồ điện tử mà rơi xuống nước thì 99,9% là chết rồi. Còn 0,01% ấy thì cũng là cơ hội. Đây. Tôi tìm thấy rồi kìa. Hả? À, đâu cơ? Đây. Đâu? Đâu? Cúi xuống tôi chỉ cho. Đâu? Kêu. Đồng ngốc. Đừng to nữa. Biết sâu lắm, không được tôi đâu. Khánh. Thank you.
cứ nghĩ là cậu đùa tôi cơ. Thời buổi nào rồi, còn không biết bơi nữa. Thể trạng của tôi vốn yếu từ nhỏ rồi, nên là tôi có hoạt động được mạnh đâu. Vô lý. Yếu thì càng phải rèn thể thao chứ. Tôi cũng có tập rồi, nhưng mà không ăn thua. Thôi được rồi, cậu nằm ở đây đi, tôi đi tìm cho.